chương 116, livestream tra tấn chủ nhân cũ của đế quốc Lam Tinh. Các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47. Ám chức ẩn cắn chặt răng, rơi vào một cảnh kinh ngạc khổng lồ. Từ ý thức của anh trai trở về, anh thấy được cách mà anh trai bị niệm nha giàn dựng để giết. Anh thấy cách sáu người manh mẽ của tộc thiên tuyền nghiền nát bốn chi của anh trai. Anh thấy cả đại nương cũng chết dưới âm mưu của kẻ đáng ghét đó. Cuối cùng, anh trai buộc phải phá hủy thần văn đế. Con mụ niệm nha chết tiệt. Kẻ đấu kỵ đáng ghét đó, cùng với tộc thiên tuyền, các ngươi đều đáng chết ám chức ẩn đấm mạnh vào bàn tạo ra một âm thanh đanh khô các cấp dưới bên ngoài nghe thấy tiếng và đột nhiên chạy vào khuôn mặt trông hỗn loạn và không hiểu ám vương ra đã có chuyện gì xảy ra không sau đó họ kinh ngạc nhìn thấy trên khuôn mặt âm u của ám chức ẩn có một vệt nước mắt còn chưa khô ám chức ẩn cảm nhận được sự hy vọng đau khổ và không cam lòng của anh trai trước khi chết từ ý thức của anh trai cùng với nó anh ta còn nhận được tâm nguyện cuối cùng của anh trai anh trai giao phó cho anh phải trả thù trận oán hận nhục nhã này nếu không niệm nha cùng với tộc thiên tuyền bí ẩn đó chắc chắn cũng sẽ đến diệt tộc ám chức ẩn đến khi diệt sạch tất cả thành viên tộc để đoạn tuyệt mọi nguy cơ sau này còn về tộc thiên tuyền từ đâu mà đến ám chức ẩn cũng không biết nhưng vũ trụ vô tận vô tận lớn rất có thể là một trong những tộc cổ ẩn không xuất hiện nhưng dù là ai hiện tại đều là kẻ thù của hắn triệu tập tất cả các cấp cao đến phòng họp trung tâm bàn việc giọng điệu của ám chức ẩn đầy oán hận các cấp dưới ngay lập tức nhận ra rằng đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng và vội vã đi làm trong ý chí của u minh đế trước khi chết ông đã nói với ám chức ẩn rằng phải tiêu diệt nền tảng siêu thần và tộc cổ bí ẩn đó để làm được điều đó dựa trên sức mạnh của tộc ám chức ẩn là không thể phương pháp mà anh trai đưa ra là đi đến đế quốc lam tinh và tìm cố trường thanh chỉ khi tìm được anh ta mới có hy vọng dù phải dùng mọi cách nhất định phải đạt được sự hợp tác giao dịch với cố trường thanh cố trường thanh à ám chức ẩn đứng dậy từ ghế nước mắt bị cơn giận thiêu đốt anh yên tâm đi anh trai ta nhất định sẽ thực hiện ý chí của đại huynh ở chiều sâu vô tận của vũ trụ bắc người chỉ huy của nền tảng alpha anot lúc này đến một vùng không gian gần như tan biến vào bầu trời nơi đây rất nguy hiểm chỉ cần một chút lơ là có thể bị gió vô cùng nuốt chửng nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ vẫn đang tìm kiếm cụm thiên hà đó tộc thiên quyên chắc chắn đang ở đây chỉ cần tìm thấy các mảnh vụn quan trọng của cố tinh chủ cũng sẽ được tìm thấy sau hai ngày một đêm truy tìm cuối cùng cuộc tìm kiếm của anot đã có kết quả anh đã tiến vào một đám mây thiên hà và trong đám mây thiên hà đó phát hiện một hành tinh trên hành tinh đó có một cánh cổng vô cùng tráng lệ ha <laughs> ha cuối cùng đã tìm thấy chắc chắn đây là cổng vào của tộc thiên quyên chỉ là với sức mạnh của ta dường như không thể đi vào được sau nhiều lần thử nghiệm cánh cổng thiên hà vẫn không có bất kỳ biến động nào cuối cùng anốt lắc đầu sức mạnh của ta quá yếu dường như chỉ có thể thông báo cho cố tinh chủ để anh ta tự thử xem sao sau khi nói xong anh mở cánh cổng xuyên qua không gian ghi lại tọa độ ở đây trở lại đế quốc lam tinh lần này sức nóng của nền tảng alpha chắc chắn có thể hoàn toàn áp đảo nền tảng siêu thần khi nghĩ đến điều này anh cảm thấy lòng thoải mái trong khi đó trên bàn thờ của địa ngục cấm tiếng kêu thảm khốc không ngừng lan ra khắp vùng thần vũ trường không đang hòa quyện lõi tăng tiềm năng đã kéo dài một thời gian dài nhưng từ lúc đầu sức mạnh của lõi đó đã cực kỳ dữ dội quá trình hòa quyện đầy đau đớn như rơi vào tám tầng địa ngục anh cảm thấy cơ thể mình bị chia rẽ thành vô số mảnh vụn sát chết vụn vỡ như đang nhìn thấy mình bị xử tử một cách tàn nhẫn không nỗi đau này thậm chí còn dữ dội hơn cả xử tử sức mạnh trong lõi tăng tiềm năng như biển cả từng giọt sức mạnh như lưỡi dao châm vào tận bên trong thần vũ trường không thậm chí ý chí cấp 9 của anh cũng gặp khó khăn để chống đỡ. Đây có phải là giá để trở nên mạnh mẽ không? Cuối cùng, sau một ngày đêm đau đớn, quá trình hòa quyện lõi tăng tiềm năng dần dần đến hồi kết. Các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47. Cái đau thấu tim đã dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác êm ái, bắt đầu sửa chữa cơ thể hư hỏng, ghép lại ý chí tan vỡ. Thật thoải mái. Lúc này, thần vũ trường không được tắm trong sức mạnh thần thánh của lõi tăng tiềm năng, hai tay hai chân được bao quanh bởi những biểu tượng huyền bí anh cảm thấy cơ thể mình đang tiến vào một trạng thái tuyệt diệu vô cùng như đang được thượng đế chạm tay sửa đổi nếu như phút trước anh còn đang ở trong địa ngục bây giờ cơ thể anh đã thật sảng khoái như bước vào thiên đường một cảm giác sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đang chảy dòng dọc trong tất cả các chi và xương cả lõi tăng tiềm năng hiện tại đều có trong cơ thể anh và anh cũng đã tiêu hóa hết nó thần vũ trường không tin chắc rằng sau khi quá trình hòa quyện hoàn toàn kết thúc anh chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất trong toàn vũ trụ còn hai chiến binh của thần vũ trường không bị thương nặng trước đó đã được chuyển về thông qua cánh cửa sao chổi để điều trị nhưng do thương tích quá nặng, tất cả các vương tâm trên cơ thể đều bị phá hủy. Sau này, ngay cả khi họ sống sót, họ cũng không có bất kỳ khả năng chiến đấu nào. Cái khoản này, Thần Vũ Trường không ghi trong lòng, phải được Cố Trường Thanh và U Minh Đế tộc trả lại. Trong khi đó, Niệm Nha đứng bên cạnh, bảo vệ Thần Vũ Trường không trong quá trình hấp thụ hạt nhân tiềm năng. Cuối cùng, quá trình hợp nhất kết thúc, Thần Vũ Trường không mở mắt, một tia sáng thần linh ngay lập tức phun ra từ đôi mắt, thẳng tiến ra ngoài không gian như ánh sáng thần thánh của Thượng Đế sáng tạo. Nhìn vào cơ thể anh ta, khí tức tràn đầy thần tính đủ trong lúc nhìn thần vũ trường không niệm nha không nhịn được mà che mặt bằng tay cô là người gần nhất với thần vũ trường không có thể cảm nhận được sức mạnh hiện tại trên anh ta có đến mức kinh khủng trong một thoáng cô như đã thấy trong tương lai không xa thần vũ trường không sẽ đạp nát hành tinh nhìn xuống chúng sinh chấn áp vạn linh tự tay phá hủy cả đế quốc lam tinh và tất cả nhân loại sức mạnh hiện tại của ngươi thật sự đã thay đổi rất nhiều so với trước đây lần này chúng ta chắc chắn sẽ thắng niệm nha không khỏi ngừng mặt khen ngợi hạnh phúc tột cùng trong lòng trong khi đó thần vũ trường không chỉ cười nhạt anh ta cảm nhận rõ nhất sự thay đổi trên cơ thể của mình sau khi hợp nhất với hạt nhân tiềm năng sự khác biệt rõ ràng nhất là anh ta đã tăng thêm 7.000 chỉ số tiềm năng ngoài ra với 6.700 chỉ số tiềm năng ban đầu hiện tại anh ta đã có 13.700 tinh tú nếu hiện tại anh ta mới có thể coi là một người mạnh thì trước khi hấp thụ hạt nhân tiềm năng bản thân anh ta chỉ có thể coi là yếu như giấy ta nghe nói cố trường thanh có chỉ số tiềm năng đạt đến 10.000 người đầu tiên trong lịch sử ư hiện tại so với ta hắn ta như thế nào hi hi he 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 ha ha. Thần Vũ Trường không tự tin đến mức mỉm cười, cuối cùng hét lên vui mừng, tiếng cười vang lên trong và ngoài không gian, giống như trận sấm thần. Vào thời điểm này, dậu Đế bị trói trên cột bàn thờ bên cạnh tỉnh lại một lần nữa. Anh ta nhìn Thần Vũ Trường không và Niệm Nha với vẻ mặt yếu đuối, sau khi cảm nhận được sức mạnh hiện tại trên Thần Vũ Trường không, tâm tình anh ta thay đổi ngay lập tức. Ngươi đã hoàn toàn hợp nhất hạt nhân tiềm năng rồi ư? Tiếng anh ta truyền đạt sự sợ hãi, lần này, anh ta thực sự hoảng sợ. Trong khi đó, niệm nha thấy tình hình lạnh lùng cười ồ ngươi tỉnh rồi à ngươi chuẩn bị trở thành một con chó hãy xem ta sẽ phá hủy nhân loại như thế nào trước mặt ngươi cố trưởng thành mà ngươi đặt niềm tin ta sẽ làm ngươi thành mảnh vụn dậu đế tức giận kẻ khốn nạn chó điên ta mù mắt mới tin vào kẻ thú vật như cô nhân loại tuyệt đối sẽ không thất bại cặp đôi chó động dục cái chết sẽ sớm đến nghe điều này mặt của niệm nha ngay lập tức trở nên u ám trông thấy tinh thần của ngươi rất tốt tại sao không chơi một trò chơi nghe nói trong những ngày gần đây sự nổi tiếng của nền tảng alpha đã hoàn toàn áp đảo nền tảng siêu thần của chúng ta. Nền tảng siêu thần của chúng ta sẽ không còn ai quan tâm, vậy nếu chúng ta sử dụng dậu đế, người từng là chủ nhân của đế quốc Lam Tinh trong quá khứ, làm nguyên liệu, liệu có thể có sự đảo ngược không? Tay của Niệm Nha đặt lên khuôn mặt của dậu đế, cười mỉa mai. Lúc này, thần vũ trường không đáp xuống bên cạnh cô và nói, không nên trần trừ, chúng ta nên tấn công đế quốc Lam Tinh ngay lập tức. Cố trường thanh, kẻ vô lại đó, cho dù chỉ một ngày không chết, lòng ta sẽ không được yên bình một ngày. Niệm Nha cười có gì mà vội với sức mạnh hiện tại của chàng thậm chí một cố trường thanh cũng không phải đối thủ của chàng đâu thần vũ trường không nghe điều này cũng tỏ ra hơi tự hào nhưng vẫn cẩn trọng nói dù vậy vẫn không thể coi thường ta sẽ trở về tộc cổ thần vũ ngay lập tức hợp nhất thiên nguyên hành thần võ bát thập nhất trọng thiên vũ đế khi đến lúc đó đế quốc lam tinh sẽ đến hồi kết nói xong không nói thêm thần vũ trường không trở về tộc cổ thần vũ ngay các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47 Niệm Nha cũng cười hài lòng, tay vẫn vỗ nhẹ lên khuôn mặt của dậu đế một cách xúc phạm ha 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 ngươi có nghe không ngươi cũng đã trải nghiệm được sức mạnh của chúng ta rồi phải không sắp rồi nhân loại mà ngươi mong chờ trong lòng sẽ bị hủy diệt cuộc phản công của ta đã bắt đầu và ngươi sẽ là mục tiêu đầu tiên của sự trả thù của ta dậu đế cúi đầu khuôn mặt u ám miệng chặt lại lúc này tâm trạng anh ta tràn đầy sự bi thương và phẫn uất ước gì có thể ăn thịt và bóc ra niệm nha trước mắt tuy nhiên anh ta chỉ có thể nghĩ thôi thực tế không thể làm gì bây giờ lượng người xem trên nền tảng Alpha sắp sẽ vượt qua con số 10.000 tỷ, Anod đó chắc chắn đang cảm thấy mệt mỏi đúng không? Nhưng nếu ta cũng mở livestream, anh sẽ phản ứng như thế nào? Ngay sau đó, nền tảng siêu thần khởi động, một tiêu đề livestream thu hút hàng ngàn người chú ý. Tra tấn cựu chủ nhân đế quốc Lam Tinh, dậu đế, livestream tra tấn.